cha đông lâm mê hà thôn bố đà kiến đà cùng qua quê tô hương bồng đến nghe hiền cùng cô đà trung mê tu sự gì hoa long biên đi lệ đạo xuất suy tệ cô đà bi thiền ấm lên lên chờ chẳng thể tôn hiền hòa tu sa sanh kỳ ba la nhà tấn thời quyền câu âm chiếu dương thái bảo lâu về Oh.
Thưa bà con, đón chào người ngoài, được cho phép của làng, được cho phép của ban tổ chức đại lễ trần tế của đoàn, lời đầu tiên thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng kính gửi đến quý vị đại biểu, quý bà con cùng đón chào người ngoài lời kính chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con, các sự thống nhất chương trình đại lễ trực tiếp của đảng của sáng hôm nay: một, tiếp đón quan khách bà con nước ngoài; hai, lời phát biểu khai mạc chào mừng của đại lễ trực tiếp của đảng; thứ ba là xin trân trọng mời các đoàn
làm lễ dâng hương. Và thứ bốn là xin trân trọng kính mời các đoàn cùng liên hoan thân mật với làng chúng tôi. Và thứ năm, lời phát biểu tri ân cảm ơn đến quý đoàn, xin trân trọng. Kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể bà con dân làng, được sự nhất trí của chính quyền, sự bàn bạc thống nhất của toàn thể dân làng, hôm nay ngày 4 tháng 4 năm 2021, nhằm ngày 23 tháng 2 năm Tân Sửu, làng Đông Lâm Hà chúng tôi hân hoan đón tiếp quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể con cháu nước ngoài về dự đại lễ trận tế của đảng làng chúng tôi. Kính thưa quý vị, theo dòng lịch sử hơn 500 năm về trước, với sự hình thành và phát triển của làng Đông Lâm Hà, chúng tôi đã lập làng, lập ấp, cùng ngần ấy thời gian là biểu tượng văn hóa tâm linh, trải qua bao nhiêu thời gian với những biến cố thâm trầm của lịch sử, chiến tranh loạn lạc và sự khắc nghiệt của thời tiết. Song truyền thống, nối tiếp truyền thống, nhiều thế hệ ông cha đã xây dựng cô đàn hàng năm vào ngày 25 tháng chạp âm lịch, con cháu trước làng tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân và những người đã khuất. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con, lần tổ chức đại lễ trận tế cô đàn gần đây vào mùa xuân năm 1999, sau 22 năm mới được sự thống nhất của dân làng tổ chức đại lễ trận tế cô đàn. Hôm nay với tấm lòng tưởng nhớ đến công ơn của các bậc tiền nhân, làng chúng tôi rất trân trọng, long trọng tổ chức đại lễ trận tế cô đàn. Để mở đầu chương trình đại lễ trận tế cô đàn, chúng tôi xin trân trọng kính mời, kính giới thiệu và kính mời ông Trần Công Định, trưởng ban tổ chức, lên phát biểu lời chào mừng. Xin trân trọng kính mời ông, và xin trân trọng kính mời quý bác ở phát lệnh phát cho ba hồi chương trọng. Kính thưa quý bác, quý chú, quý anh, quý chị cùng toàn thể họ giường và con cháu nước ngoài, trong không khí chào mừng thành công đại hội đại biểu đảng bộ xã Phùng Vinh thứ 15, đại hội chi bộ thôn Đông Lâm, tiến tới chào mừng bầu cử quốc hội lần thứ 15 và bầu cử hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hòa chung không khí những ngày lịch sử mà cách đây 46 năm mình giải phóng quê hương đất nước, không khí phấn khởi, trang nghiêm và thắm đượm tình cảm, chúng ta hội tụ về đây dâng hương long trọng tổ chức đại lễ trận tế của đảng làng Đông Lâm Hà. Lời đầu tiên cho phép tôi thay mặt ban tổ chức xin được bày tỏ lòng biết ơn, niềm vinh dự được đón tiếp tất cả quý vị đại biểu, đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Quảng Vân, đại biểu hội đồng nhân quản trị hợp tác xã Đông Vân, các bác, các đại biểu, đại diện các làng Nho Lâm, làng Nghĩa Lộ, thôn La Trung Ba, làng Cao Xá, làng Sơn Tùng, làng Phổ Lại, làng La Trung, làng Đức Trọng, làng Đồng Bào, thôn La Lâm, làng Cổ Tháp, làng Cổ Sa, làng Thanh Cần, thôn Trọng Đức, làng Lâm Dương, các bác làng Đông Lâm Thượng, xóm Đông Lâm, Đông Lâm Tù, Tù Lì, Đông Lâm Phú Ốc, Đông Lâm Mộ Ồ, đại biểu cấp ủy, ban điều hành và ban cấp đảng mặt trận thôn, quý ông, quý bác, quý tộc trưởng, quý áo giường và toàn thể bà con cháu người ngoài gần xa bà chục thời gian từ báo về tham dự đại lễ trận tế của đảng làng Đông Mông Lâm Hà. Xin chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con, nét đặc trưng của làng văn hóa quê Việt Nam sau lễ tế có đình chùa và lễ hội là
làng xóm láng liền tối lửa sớm đèn có nhau. Từ đây quê hương đất nước biết bao người đã ra đi để xây dựng và bảo vệ tổ quốc, làm rằng dân quê hương đất nước cùng trên mặt đất này. Từ buổi đầu dựng làng lập ấp, các bậc tiền nhân đã lập đàn tế, các bậc anh hùng đã có công đánh đuổi quân xâm lược mà đã từ trần nơi chiến trường. Nhiều lý do khác mà mất trên mặt đất làng xóm truyền thống nổi tiếng truyền thống, nhiều thế hệ ông cha ta đã xây dựng của đàn hàng năm vào ngày 25 tháng 12 âm lịch. Con cháu dân hương làng tưởng nhớ công ơn đất để dân lễ tế cho những người có công với nước với dân, tri ân các bậc tiền nhân đã công khai cân khai khẩn xây dựng làng xóm, cầu nguyện cho những người đã khuất. Kính thưa quý vị, lần xây dựng gần đây vợ nhất vào năm năm Tý năm 1972 và được tu sửa nhiều lần, nay cô đàn vẫn còn nguyên vẹn. Song song đó còn có một số hạng mục cần được sửa sang tu bổ theo nguyện vọng của dân làng, cần xây tường chỉnh sửa mặt bằng và làm mái lợp lợp để che nắng che mưa, có một nơi thường tráng nghiêm. Ý nghĩa cố đàn là như vậy, thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn. Cả làng chúng tôi từ lâu vẫn đau đớn ước nguyện tu tạo xây dựng sửa chữa cố đàn với sức mạnh và ý chí đoàn kết. Năm 2019 thì dời con cháu ngồi ngoài đồng thuận với lòng quyết tâm hướng về quê hương và phát tâm phụng cúng ủng hộ. Ngày 16 tháng 9 năm Kỷ Hợi tổ chức lễ khởi công, sau 2 tháng thi công tu sửa cố đàn đã hoàn thành vào ngày 27 tháng 11 năm Kỷ Hợi theo ý nguyện của toàn dân, tổng trị giá 200 triệu đồng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con, lần tổ chức đại lễ chỉnh tế cố đàn gần đây vào mùa xuân năm 1999, sau 2 năm mới được sự thống nhất của dân làng tổ chức đại lễ cố đàn. Hôm nay tại chánh điện cố đàn hội tụ đầy đủ bà con cháu nước ngoài làng Đông Lâm Hạ với tấm lòng tưởng nhớ đến công ơn các bậc tiền nhân, những người đã khuất. Nay ban tổ chức thừa lệnh của dân làng long trọng tổ chức đại lễ chỉnh tế cố đàn. Chúng ta kính cẩn dân hương tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân và những người đã khuất, nói làm sao hết được niềm hạnh phúc quan nghiệp của chúng ta. Trong giây phút này giờ đây đã có một nơi khang trang trang nghiêm để thờ phụng, thỏa lòng trước việc làm hiếu thuận của con cháu nội ngoại. Nhân dịp tại buổi lễ này, cho phép tôi thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn quý bác, quý chú, toàn thể quý ở giường và cả con cháu nội ngoại đã hướng về quê hương. Xin ghi nhận sự phát tâm phụng cúng, ủng hộ đóng góp về tinh thần vật chất. Xin ghi nhận nhiệt tình với công việc của quý anh trong tổ thần hề tờ sắc. Xin ghi nhận sự từ nguyện nhiệt tình không tiếc thời gian không ngại khó khăn của các ủy ban điều hành, ban vận động, ban xây dựng, các cả công việc nhà tham gia vận động kinh phí và xây dựng tu sửa cố đàn. Mãi mãi ghi nhớ tấm lòng hào tâm của các bác các chú ở giường con cháu nước ngoài, danh sách công đức sẽ được ghi mãi trong sổ vàng danh dự để lưu truyền mãi mãi về sau. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con, sau những năm đổi mới, bộ mặt làng ta ngày càng thay đổi, nhà văn hóa ngày một khang trang, nhà cửa cao hơn, đẹp hơn, đường xã được bê tông có 100%, bà con dùng điện và nước sạch. Từng bước kinh tế hóa nội đồng, đã có trang trại gia trại chăn nuôi, đời sống vật chất của và văn hóa của bà con đã được nâng lên rõ rệt, tu sửa và tôn tạo để làm mồ mạ con cháu học hành tiến bộ. Có nhiều cháu học đại học và sau đại học, một người con dân Đông Nam Hạ chúng ta dù ở đâu, dù ở bất cứ cơ người nào, luôn luôn đóng góp về tinh thần cũng như vật chất để xây dựng quê hương Đông Nam Hạ chúng ta ngày càng phát triển, đưa làng ta trở thành làng kiểu mẫu về xây dựng nông thôn mới. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa bà con, năm 2020 Canh Tý đặc biệt khó khăn, dịch bệnh Covid kéo dài, lũ trồng lũ bão trồng bão gây thiệt hại nhiều tài sản của nhân dân, hàng hán để tổng kéo dài, nhưng nhân dân làng Đông Lâm vượt qua mọi khó khăn, thể hiện tình làng nghĩa xóm, luôn luôn xây dựng đoàn kết phát triển về mọi mặt. Kính thưa quý vị, một lần nữa cho phép tôi thay mặt ban tổ chức xin gửi lời biết ơn chân thành quý vị lãnh đạo, ủy ban nhân xã của Vinh, ban giám đốc hợp tác xã Đông Vinh, quý vị đại biểu của là các làng thôn xóm, quý họ, quý bác, quý chú, quý anh, quý chị, quý ở giường cùng toàn thể bà con nội ngoại đã nhiệt tình ủng hộ, đồng viên giúp đỡ hoàn thành việc xây dựng tu sửa cố đàn. Trân trọng cảm ơn quý vị bỏ một chút thời gian quý báu về dự đại lễ chỉnh tế cố đàn làng chúng tôi. Dưới mái ấm cố đàn trước anh linh các bậc tiền nhân, chúng tôi là hậu nhuệ của làng Đông Lâm Hạ tiếp bước các bậc tiền nhân mang hết sức tài năng tâm sức xây dựng gia đình dòng họ xóm làng quê hương ngày càng phát triển, duy trì nền nếp gia phong vun đắp cho phúc đức cao dài mãi mãi.
con chim dầu bay chân trời nào cùng luôn nhớ về tổ, con dầu con cả dầu đến góc bể nào cùng tập thể quê nguồn. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc thành đạt. Kính chúc bà con con tàu nước ngoài làng ấm cúng bền vững, bền vững lâu dài, đoàn kết yêu giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Xin trân trọng cảm ơn. Một nửa xin kính chúc quý vị đại biểu và quý bà con lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính thưa quý đại biểu, kính thưa bà con, theo chương trình là làm lễ là hành hương, xin trân trọng kính mời quý đoàn chúng ta chuẩn bị để là làm lễ chân hương. Và xin chia sẻ với quý đoàn là có ở ngoài rạp Tết Thanh Hóa, chúng tôi tiếp đón các lễ vật vào ở trong cổng chánh điện của đàn. Cho nên xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu chúng ta ngồi lại ở ghế chân dự. Đến đoàn nào thì ban tổ chức chúng tôi xin đọc và xin trân trọng kính mời vào chánh điện làm lễ chân hương. Xin trân trọng kính cảm ơn. Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận xã Quảng Bình do ông Lương Nguyễn Thành Tâm, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm trưởng đoàn, xin trân trọng kính mời đoàn đại biểu của Ủy ban nhân dân xã chúng ta vào chánh điện làm lễ chân hương. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
Thank you.
ông ngày xưa lập làng hai căn. Xinh
bát ngát đồng xanh, lặng nghe sông Thái Bình Dương êm êm vỗ về tình thương trên đất lành. Cùng vui đất nước bình yên, vui chung mái nhà nhà êm ấm lúc hoàng hôn. Ngày qua nắng sớm chiều hôm, chăm lo cây cày đồng xanh lúa vàng. Non nước ai ơi mới chung tình, non nước ơi chung tình, tình chúng đã về nơi quê này. Chúng mình thì làm sao ta cố chăm lo ruộng sớm ai ơi với nương chiều. Chiều nay giữa chốn trời mây tung tăng có đàn cò bay thấp thoáng ngàn cây. Nhìn xem đất nước mà say, say trong mối tình, tình yêu non nước này. Trời thanh nắng trói bình minh, non sông nước Việt đẹp xinh, bát ngát đồng xanh. Lặng nghe sông Thái Bình Dương êm êm vỗ về tình thương trên đất lành. Với
dòng sông bên lỡ bên bồi. Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen, phiêu bạt nơi phồn hoa tắt bụi, đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ tôi. Nước qua cậu thời gian trôi mau, nơi bền lâu là nơi lắng sâu, yêu quê hương ta về, ta về.
sao không? Thank you.
Hãy subscribe
chẳng pháp giờ chư tôn bồ tát ta đào đang hồi hương vô lượng thánh hiền cao giả oai quan tâm về địa độ phùng nguyện đại nguyện giả vũ hòa đức thế âm nhân quyền phong thần ghi nhớ nhân tràn câu ba là thank you.
Thank you.
Oh,
chân tả thử phù châu xa giới ngàn kim về thượng kim lô quan thân cũng dường thập phương đủ tam bảo sát hại vàng linh tất tất đường Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đâu âm thiếu thải bà thank you.
mời mời ông lên trên đây cùng. Ngần gì ngần ngó trai bàn thanh trượt tứ hoàng diện nghĩ tỷ tỷ ơn vuông một ngày thôn chứ tao cân nguyện bà tộc nguyện tận tộc tân đẳng tộc tân tận tộc đồng cấn tộc tân quan tộc nguyện quan tộc tân quan tộc tân phước tộc tân phúc tộc tân tộc tân tộc nguyện quan tộc nguyện quan tộc nam nữ chữ tôn linh thiệt quy là vì là đạo pháp viên ý dân thịnh đề tòa thế lũ từ mài xuống tệ phục lâm cần biểu tổn thành bất tận cả ma tà trên cực đầu nhất dùng mấy tháng nhất hiểm nghĩ đáng thân tình thiên hình thương thường thì cụ kiện bí mật giảm thú chỉ tiếp vào thiên pháp nhất phân hòa minh cả càng cụ thuốc vụ sắc chỉ thì thập thất thiên trương tình kim ngân tiên tiêu mật thì cả càng cụ thuốc Thank you.